Dạ, Châu xin kính chào quý ông bà cô chú, cả nhà đang xem kênh Ngọc Châu Cuộc Sống Hàn Quốc. Giờ hai mẹ con này chuẩn bị đi công viên chơi, bà cô chú ơi, đi hội chợ. Giờ cũng trưa rồi. Xin kính chào ông bà cô chú con Na nha. Rồi thì hai mẹ con Na đi cũng xin quay chia sẻ, kính mời cả nhà cùng đi. Thì hôm nay ở cái trung tâm người nước ngoài hỗ trợ cho cô dâu người nước ngoài, cả nhà người ta chỗ tổ chức ở đó cái chương trình giống như là ca hát rồi biểu diễn thời trang đồ đó, rồi lại đó chơi coi. Rồi hồi năm rồi cũng có lần rồi, năm rồi Châu với Na cũng đi, năm nay thì cũng vào ngày chủ nhật á, có thời gian nên là Châu cũng muốn chở Na đi. Hồi sáng giờ cứ đòi đi riết à, nên là làm hai mẹ con tranh thủ làm xiết đặng đi. Rồi xin mời bà cô chú cùng đi nè. Đó cô giáo nói là 12 giờ rưỡi là bắt đầu, nhưng mà giờ mẹ 1 giờ hai mẹ con Na mới đi. Hành sáng giờ cũng lu bu làm công việc, Châu làm một ít cái nguyên liệu để chuẩn bị làm chè Thái cho bé Na. Cái món chè Thái đó làm thì cũng hơi mất nhiều thời gian á, phải làm mấy cái gì rau câu á, rồi lột nhãn này kia mít. Lột nhãn thì Na cũng thưa mẹ này bà cô chú ơi. Dạ hai mẹ con Na tới nơi rồi. Thì ở chỗ này là hội chợ, hôm trước hai mẹ con Na có đi vào buổi tối á, hôm nay thì đi buổi sáng. Buổi sáng thì ít người hơn. Hôm nay Na bận áo dài Việt Nam đi lễ hội những cô dâu người ngoại quốc nè. Hôm nay thì sẽ có nhiều người bận những cái lễ phục của mỗi đất nước á, lên đây biểu diễn nữa. Hồi nãy thì mẹ với Na tới trễ nên là hút cái màn biểu diễn đó rồi. Hai mẹ con vô tới chỗ ngồi rồi. Vô tới nơi á, thì ghi tên rồi người ta sẽ ghi cho mình cái số thứ tự. Gần hồi ở đây người ta có bốc thăm trúng thưởng nữa. Nếu mà người ta bốc thăm trúng ngay số của mình á, là mình sẽ được trúng quà. Rồi mới vô á, thì ký tên, ghi tên xong rồi người ta cho được hai mẹ con được người 2 cái bánh, rồi nước nữa. Hana nó đang uống nước. Giờ là đang màn biểu diễn giống như bài hát của Trung Quốc á, mà người ta biểu diễn gì á. Rồi cái hay ai cũng vỗ tay hết trơn á. Na nó cũng vỗ tay nè. Vô đây á, nhạc nhiều, nhạc có nhạc nên là Châu không có để tự nhiên được á, sợ dính bản quyền nên là không có để tự nhiên. Thì năm nay ít hơn năm rồi. Năm rồi Châu đi thì thấy nhiều hơn, năm nay ít hơn nè. Ở đây thì cũng có người Hàn Quốc, rồi Trung Quốc, rồi Campuchia, rồi người Thái, Việt Nam thì đương nhiên có Việt Nam rồi, có mẹ Na nè. biết rồi. Na thì nó đang uống cái nước ép của trái nho. Hôm nay Na tới đây là chủ yếu Na muốn đi chơi mấy cái trò chơi hôm trước Na chơi á. Na đòi đi mà mẹ kêu á, vô đây ngồi xíu đi. Rồi hồi người ta gọi tên á, người ta bốc thăm trúng thưởng xong rồi hả đi. Giờ tới màn biểu diễn nhảy nè. Đây cũng là những cô dâu người ngoại quốc nhảy đó. Hay ha. Mở ra cái chương trình này thì cũng tập vợt hôm nay. Ai muốn tham gia biểu diễn thì lại trung tâm tập. Tập xong rồi tới ngày sẽ đi biểu diễn. Rồi ai muốn biểu diễn cái gì thì đăng ký, như hát nè, nhảy nè, biểu diễn trang phục của các nước nè. Ông bà cô cha Na đi lại trung tâm à, Na đang coi đi
Coi cái này nè, chút có quà nữa nè, mẹ chiêu đi trò chơi cũng được, na tăng chi trò chơi. Ông bà cô chú ơi, thấy vui không? Ở đây người ta hát nhạc nữa, vui quá. Ông bà cô chú ơi, ông bà cô chú ơi, thấy nó bằng tôi đẹp không? Mẹ thì đang ở đây nè, ở đây bạn nhiều quá. Ông bà cô chú ơi, đây người ta nhiều quá, đây đồ ăn cũng nhiều, vui quá. Ông bà cô chú ơi, ông bà cô chú có loại thứ không? Ông bà cô chú ơi, hai bạn ở nhà thấy thường không? Giống bị giống người Việt Nam nhớ không? Ông bà cô chú ơi, ông bà cô chú ơi, nào ta đi chơi nè, ở đây có khu trò chơi nữa, thấy vui quá. Mà bữa hôm có đi thứ mà ta bây giờ nó bây giờ làm nè, chắc vui quá. Mà bữa hôm cũng có làm cái này thử. Dạ thì Châu cũng tranh thủ dẫn Na lại đây cho Na chơi những cái trò chơi hôm trước Na đi cái Na thích á, hôm nay đòi lại đây chơi nè. Rồi trong thời gian cho Na chơi thì Châu cũng đi lại đây á, Châu mua một ít đồ ăn cho bé Na. Đây là những món ăn vặt đường phố ở Hàn Quốc nè, rất là nhiều. Thì đây là một trong những số món ăn đường phố của Hàn Quốc. Cái này những cái món chiên á cả nhà, giống như bột chiên rồi tót chiên. Đây là cái nồi con nhộng gì đó, Châu cũng gành nó ăn nó bùi bùi với béo. Còn đây là những cái que người ta ấy người ta chiên nè. Mấy cái món này thì Châu không thích. Vì Châu lại Châu đứng Châu mua cái bánh mà tròn tròn con kiểu như bánh con mực á, của giống như của hàng Nhật Bản, giống như bánh đó của Nhật Bản hay sao á, xuất xứ từ Nhật Bản á. Châu mua cái đó cho nè. Mua đại chứ không thấy cái gì vừa bụng hết trơn á, toàn là món chiên không à. Giờ đứng chờ người Hàn thì đi chơi như vậy nè, người ta hay ăn những cái món này lắm, tại vì nó tiện á, vừa cầm ăn vừa đi tiện. Rồi thì nay chơi cái trò này nữa là hai mẹ con về chơi cái trò nhảy lên cao rồi nhảy xuống nhảy lên á, là thích cái trò này nhất. Cũng hôm nay đi cũng tranh thủ lại cho nay chơi, chứ còn cái chỗ hồi nãy bốc thăm trúng thưởng á, thì chưa tới giờ nữa. Nãy Châu đưa cái số thứ tự á, cho cái em người quen, nếu mà có thì nhờ em lãnh giùm. Châu dẫn Na đi chơi để em thân hồi á, không có dẫn Na đi được, tại vì nếu mà ngồi chờ đó là tới giờ đi làm luôn cũng chưa xong nữa, nên là thôi Châu tranh thủ dẫn Na đi chơi xong rồi tranh thủ về đặng kịp giờ đi làm buổi chiều. Rồi thì giờ hai mẹ con Na về. Dạ hai mẹ con Na về gần tới nhà rồi. Bữa nay Na nó lạnh nè, mà cô chú nó bận áo phác, nhìn nó đội nón mắc cười không? Làm gì vậy? Hồi nãy giờ ở đây bên chỗ cái công viên mà mẹ con Na đi hôm nay đi hội chợ đó, người ta bắn pháo bông đùng đùng đùng. Hồi nãy giờ Na hư hư Na không được coi bắn bông. bông. Bằng cái áo có cái nón nhìn giống cái mỏ của con chim gì quá. Chim chích chè. Chích chè. Chú chích chè. Chú chích chè. Cưng quá.
Chú chích chè ơi, tôi yêu chú chích chè quá. Chích chè bông. Dạ, hai mẹ con nay vô tới nhà rồi. Lấy cái rau câu hồi sáng Châu làm á, cho nàng thử. Mà Châu làm cái này kiểu như đổ nước hơi nhiều, cái nó bị mềm, nó không có giòn, không có dai, không được ngon. Nó Châu làm bằng nước cốt dừa với lại cái cái dừa xay ra đó, nên nó không có được giòn. Rồi lại chào ông bà cô chú này. Dạ thì hôm nay đi chơi á, cũng tranh thủ cho Na chơi trò chơi. Rồi xong rồi cái tranh thủ về đây làm, cho không có ở tới cuối giờ. Tại vì ở tới cuối giờ luôn á thì sẽ bị trễ giờ làm, nên là tranh thủ cho Na đi chơi xíu. Rồi cái là dọc về luôn, dọc về cũng trễ 10 phút. Rồi cái cũng nhắn với cô là hôm nay cho ra trễ một xíu á, nên là cũng không sao. Mà cái gì làm luôn tới giờ thì hai mẹ con về nhà cũng 10 giờ rưỡi rồi. Bữa nay thì cũng khách cũng lay gai. Thế này là gì vậy? Nó kiếm rau câu hồi sáng cho làm á, để mời mốt mẹ làm chè Thái cho con ăn. Châu làm chè Thái này chắc phải 2-3 ngày mới xong quá, tại vì không có thời gian á. Một ngày làm một công đoạn, ngày làm một công đoạn. Bữa nay là đổ rau câu với lại thạch rồi xong rồi. Bà bè chi? Thôi không có được. Lấy cái muỗng mới đi, cái muỗng này nãy con ăn rồi. Nè, Châu đổ cái rau câu này thì nó giòn nè. Ít nước cốt dừa nó sẽ giòn, còn mình bỏ nước cốt dừa nhiều quá nó không giòn. Xét cây thay lại. Con lấy cái muỗng khác đi, cái muỗng này ăn rồi không ấy được. Cái này đổ kiểu như cái màu đỏ đỏ. À, thích thật thật gì nè. Đổ hai màu, màu xanh nữa, lục sao kiếm thấy hay thiệt. Lựa cái màu này nè. Lẹ đi con ơi. Dạ thì video của hai mẹ con Na tới đây cũng xin tạm dừng. Xin chân thành cảm ơn ông bà cô chú, cả nhà đã luôn thương yêu hai mẹ con Na, luôn ủng hộ, động viên hai mẹ con Na. Kính chúc cả nhà luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin kính chào, hẹn gặp lại video tiếp theo. Cho hai mẹ con Nam một like, một lượt đăng ký kênh nha. Bà cô chú cả nhà ơi.